tiên tri tiết lộ chính xác 100% tuổi Quý Mão sinh năm 1963, nữ mạng, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, quý nhân phù trợ, mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý tín chủ tuổi Quý Mão trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm Ất Tỵ 2025, vận trình của quý tín chủ tuổi Quý Mão sẽ gặp phải nhiều khó khăn, đi kèm với đó cũng sẽ là không ít những cơ hội kéo đến. Tài lộc ùn ùn đổ về đầy nhà, đổi đời đại gia, giàu nhanh chóng mặt, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa, phú quý hơn người. Nếu như quý tín chủ tuổi Quý Mão hữu duyên xem được video này, thì may mắn, thời cơ sẽ đến, ắt sẽ đổi đời cải vận mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý tín chủ tuổi Quý Mão về các nội dung chính như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tháng âm lịch trong năm Ất Tỵ 2025, cách hóa giải vận hạn và nhân sinh cảm ngộ. Cụ thể hơn, thông qua tử vi sẽ giúp cho quý tín chủ tuổi Quý Mão biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước đây, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không. Cơ may nào đến với bản mệnh trong năm 2025 âm lịch này, quý tín chủ cần phải chú ý điều gì và phải làm điều gì, ngay bây giờ sẽ là luận giải nội dung chi tiết. Tổng quan về tính cách vận mệnh cuộc đời người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tuổi Quý Mão hay còn gọi là Sơn Lâm Chi Thố, Thỏ Núi Rừng, có ngũ hành nạp âm thuộc kim. Theo tử vi được coi là người lắm tiền nhiều của, có nhiều phúc lộc nên gặp hung sẽ hóa cát. Ở thời trẻ, tiền bạc không tụ, tuy thu nhiều nhưng cũng chi nhiều, cuối đời sẽ hưng vượng hơn. Nếu sinh vào mùa hạ thường sẽ gặp nhiều khó khăn, còn sinh vào mùa thu thì việc làm ăn được thuận lợi và phát tài hơn. Trong cuộc sống tuy có chút thăng trầm nhưng của cái có lại hết, tiền vận thì nghèo, trung vận và hậu vận sẽ khá hơn nhiều. Nếu sinh vào giờ tốt sẽ hưởng phú quý, học hành thành đạt, thông minh khéo léo, ứng xử khôn ngoan mềm mỏng. Số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 89 tuổi, nếu sống lương thiện, tích phúc đức, tuổi thọ tự khắc được gia tăng. Nữ 1963 bên ngoài dáng vẻ hiền lành, thích ôn hòa bình an nhưng ẩn sâu bên trong vô cùng kiên cường và kiên trì theo đuổi mục đích cuối cùng. Trong công việc và học tập có khả năng tư duy, tập trung cao độ và không bị tác động bởi yếu tố ngoại cảnh. Nữ mạng tuổi Quý Mão 1963 cũng thuộc tuyết người trung thành và trọng chữ tín, luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc công việc đúng hạn. Một khi đã hứa hay giao hẹn điều gì họ sẽ quyết tâm thực hiện dù gian nan, vất vả đến đâu. Tiền vận của người nữ tuổi Quý Mão sẽ gặp nhiều khó khăn và không được may mắn. Phải đến trung vận thì sự nghiệp mới được ổn định, vững chắc, phát triển mạnh và thu được những kết quả tốt đẹp. Khi vào hậu vận thì có cuộc sống an nhàn, đầy đủ, phú quý. Chung quy lại nữ tuổi này sẽ có sự phát triển nhanh chóng về sự nghiệp, gây dựng được nhiều điều thành công tốt. Tuy nhiên họ sẽ có nhiều áp lực về công việc, tình cảm gia đạo, cũng như về vấn đề sức. Những áp lực này có thể khiến họ gặp phải vài bất cẩn trong sinh hoạt hàng ngày và để lại một số hậu quả nghiêm trọng. Cũng giống như người nam, nữ mạng tuổi Quý Mão bên ngoài ôn hòa bình an nhưng bên trong cũng rất kiên cường và kiên trì theo đuổi mục tiêu, đôi khi họ còn táo tợn và hung bạo. Có năng khiếu trong lĩnh vực khoa học xã hội và chính trị, nếu như biết mềm mỏng lịch sự và khéo léo thì sẽ được rất nhiều người tin tưởng. Nữ Quý Mão 1963 đa phần là những người hiểu chuyện, tính tình thẳng thắn, mưu lược, biết cách kiếm tiền nhưng lại khó khăn để giữ tiền. Bên ngoài tỏ ra là người không thích, thậm chí không quan tâm tới việc người khác góp ý hay bình phẩm về họ. Tuy nhiên nội tâm bên trong thì hoàn toàn trái ngược, điều này có thể khiến cho họ bị xuống tinh thần và thất bại ngay sau đó. Nếu thấy ai tốt với mình thì người nữ Quý Mão sẽ rất dễ tin và yêu thương hết mực. Đây được cho là điểm yếu đặc trưng cần sửa, vì đôi khi người ta tốt là có mục đích. Ngược lại, ai không thích họ thì người tuổi Mão cũng sẽ không ngại ngần tỏ vẻ không ưa ngay ra mặt. Về cung mệnh tuổi Quý Mão 1963. Đối với nữ mạng Quý Mão sinh năm 1963, cung mệnh, mệnh kim, kim bạch kim, vàng pha bạc, tuổi Quý Mão nữ khôn thổ và thuộc Tây tứ mệnh, tương sinh, mệnh, thủy, thổ, tương khắc, mệnh mộc, hỏa, tam hợp, hợi, mão, mùi, tứ hành xung, ý, ngọ, mão, dậu, con số hợp, nữ hợp các số 1, 6, 7, màu sắc hợp, màu bản mệnh, màu xám, trắng, ghi, thuộc hành kim, màu tương sinh, màu vàng sẩm, nâu đất, thuộc hành thổ, màu không hợp, kiêng kỵ, màu đỏ, cam, hồng, tím, thuộc hành hỏa. Cuộc đời,
Nhìn chung cuộc đời nữ tuổi Quý Mão khá tốt đẹp, mọi việc đều thuận lợi như ý, ở chung vận gặp nhiều may mắn nên sự nghiệp rất phát triển, đến hậu vận sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc, an nhàn. Tình duyên. Tình duyên của nữ tuổi Quý Mão có sự thay đổi tùy vào từng tháng sinh âm lịch, sinh vào các tháng 1, 2, 7, 10, 11, 12 âm lịch. Những người sinh vào các tháng này sẽ phải trải qua hai lần thay đổi tình duyên, sinh các tháng 3, 4 âm lịch. Những người sinh vào hai tháng này có đường tình duyên tốt đẹp, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn, sinh vào các tháng 5, 6, 9 âm lịch. Những người sinh vào các tháng này có đường tình duyên trắc trở, cuộc đời phải trải qua tới 3 lần thay đổi tình duyên mới có được hạnh phúc. Gia đạo và công danh sự nghiệp, nữ tuổi Quý Mão có gia đạo ấm êm, hạnh phúc, nhưng về khía cạnh công danh chỉ ở mức trung bình. Bởi nhận được phúc phần nên năm tuổi Quý Mão có sự nghiệp suôn sẻ và tài lộc sung túc. Hợp với nữ mệnh, làm ăn, kinh doanh, nữ tuổi Quý Mão nên hợp tác làm ăn cùng các tuổi sau đây để gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Đó là Quý Mão, Ất Tỵ, Kỷ Dậu, kết hôn, Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Tân Hợi và Tân Sửu. Tuổi không hợp, Tỵ, Nhâm Tý, Canh Tý, hướng hợp với năm 1963, hướng tốt, Đông, Thiên Y, Nam, Phúc Đức, Bắc, Phục Vị, Đông Nam, Sinh Khí. Hướng xấu, Tây, Hỏa Hại, Đông Bắc, Ngũ Quỷ, Tây Nam, Tuyệt Mệnh, Tây Bắc, Lục Sát. Sau đây là chi tiết tử vi năm 2025 của nữ mạng tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, theo can chi, ngũ hành, sao chiếu mệnh, vận hạn, vận niên và tuổi âm. Những người tuổi Quý Mão 1963 khi bước sang năm 2025 được coi là một năm khởi sắc của những người này trên nhiều phương diện khác nhau của cuộc sống. Vận trình trong năm 2025 Ất Tỵ cũng tương đối ổn định, năm này được coi là một năm bình hòa, ít muộn phiền. Mọi việc mưu sự ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, tiền bạc sinh sôi nảy nở đều đặn, nếu biết nắm bắt cơ hội thì vẫn có thể kiếm được rất nhiều tiền bạc. Năm 2025, những người tuổi Quý Mão nữ mạng được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh. Đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc. Đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt. Bạn không nên bỏ lỡ nếu được trao cho nhiệm vụ. Thêm nữa, các mối quan hệ của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2025 này. Bên cạnh luôn có những quý nhân nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn khi được yêu cầu. Khi cần đừng ngần ngại sử dụng sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi nhanh và xa hơn. 1. Xem tử vi tuổi Quý Mão 1963, nữ mạng, theo can chi, ngũ hành. Về thiên can. Thiên can của tuổi là Quý, thuộc ngũ hành thủy, gặp thiên can năm là Ất, thuộc ngũ hành mộc, thể hiện sự bình hòa trong năm Ất Tỵ. Công việc làm ăn có sự liên kết với người khác, nhưng chủ mệnh cẩn trọng, có thể gặp chuyện không thuận lợi như ý muốn. Xem tử vi tuổi Quý Mão năm 2025 nữ mạng cho thấy mọi sự đầu tư làm ăn cần có sự suy tính kỹ lưỡng. Ngoài ra cần lưu tâm tới tình cảm của anh em trong nhà cũng như sức khỏe của bản thân trong năm Ất Tỵ có nhiều chuyển biến không tốt. Về địa chi. Người tuổi Mão có địa chi là Mão gặp năm Tỵ, có chi Tỵ là thể hiện về mối quan hệ bình hòa. Theo tử vi nữ Quý Mão năm 2025, công việc cơ bản duy trì như cũ, không có sự thay đổi và cũng không gặp được nhiều may mắn, chủ yếu do bản thân nỗ lực mà có thành quả. Xét về mối quan hệ ngũ hành của địa chi của tuổi hành mộc gặp địa chi năm hành hỏa là chủ về quan hệ sinh xuất, cho nên trong năm, công việc chủ mệnh không nên tiến hành thay đổi, nếu có thay đổi cũng không được như ý. Về ngũ hành. Theo tử vi nữ mạng sinh năm 1963 trong năm 2025, người sinh năm này có ngũ hành bản mệnh là kim, gặp năm 2025 có ngũ hành hỏa, thể hiện quan hệ về xung khắc, xấu. Đây là năm mà người mệnh kim sức khỏe không tốt, chủ về bệnh tật hoặc đau ốm, đồng thời công việc trong năm có những khó khăn và đưa tới nhiều trở ngại. Đầu tư kinh doanh cũng không được lợi, tiền bạc bỏ ra không thu về được như kỳ vọng. Tình cảm gia đạo và tiền bạc của nữ tuổi Quý Mão năm 2025 gặp nhiều bất lợi, đặc biệt là vào tháng 8 âm lịch. 2. Xem tử vi 2025, Quý Mão nữ mạng, theo sao chiếu mệnh. Sao chiếu mệnh tuổi Quý Mão 1963, nữ mạng, gặp năm Ất Tỵ 2025 là sao Thủy Diệu. Sao Thủy Diệu, hay còn gọi là Thủy Tinh, là một phước lộc tinh, nếu chiếu mệnh thì đó là điều may mắn, có nhiều niềm vui, tài lộc và vận may trong cuộc sống, cũng như công việc làm ăn buôn bán thuận lợi. Sao Thủy Diệu, Thủy Tinh, phước lộc tinh, tốt, nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8, chủ về tài lộc hỷ, không nên đi sông biển.
đi xa tránh qua sông qua đò, giữ gìn lời nói, nhất là nữ giới, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Người mệnh kim gặp sao thủy diệu chiếu mệnh thì vô cùng hợp, mệnh mộc cũng rất tốt, nhất là nữ giới, nếu đi làm ăn xa thì mang được tài lộc về nhà. Người mệnh hỏa, khi gặp tròn sao thủy diệu chiếu mệnh, có đôi chút trở ngại, nhưng đó không phải là điều đáng lo, vì vốn dĩ thủy diệu là một phước lộc tinh rồi. Tóm lại, tính chất của tròn sao thủy diệu có hai mặt, trong đó vừa mang đến tài lộc, vừa có thể mang lại nhiều điều không may cho một số người. Do đó, với người không may mắn thì nên làm lễ cúng giải hạn sao thủy diệu, còn người khác không cần thiết phải cúng giải hạn sao, nhưng vẫn nên cúng nghênh sao để rước thêm phúc phần trong năm nhé. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao thủy diệu như sau. Thủy diệu thuộc về thủy tinh, trong năm nhịn nhục nhớ kiềm hiểm nguy, đạo tặc phản phúc có khi, huyền vũ chiếu mệnh lâm vào tà gian, nam nữ vận mệnh bất an, tháng 4 tháng 8 biên lụy trần ai. Văn thơ khẩu thiệt có hoài, hòng lo bày kế đa mưu với người, tang khóc chẳng khỏi sầu ưu, mất đồ hao của lao đao giữ gìn, gặp người quen lạ chớ tin, bạc tiền mượn hỏi chớ lầm mà nguy. 3. Xem tử vi 2025 tuổi Quý Mão, nữ mạng, theo vận hạn. Hạn của tuổi Quý Mão 1963 nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025 là hạn toán tận. Nhắc đến đại hạn này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Tức là, khi gặp hạn toán tận, gia chủ sẽ mất tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Sự mất mát này xảy ra trong hai trường hợp. Một là đánh cắp, hai là hùn hạp làm ăn thua lỗ. Nói cách khác là khi di chuyển bên ngoài, dễ gặp phải kẻ cướp, nhẹ thì mất hết tài sản, tiền bạc, nặng thì đe dọa đến tính mạng, cái chết. Sau đó, khi hùn hạp làm ăn chung với người khác, tai nạn bất ngờ ập đến, khiến công việc làm ăn thất bại, tài chính kinh tế đầu tư thua lỗ trắng tay, đặc biệt là hạn nam mạng, nặng hơn nữ mạng. Dưới đây là các hạn khi gặp phải hạn toán tận. Khi gia chủ di chuyển trên đường, dễ xảy ra tình trạng cướp giật tài sản, nhẹ thì mất mát tiền của, tài sản, nặng thì nguy hiểm đe dọa đến tính mạng cái chết. Khi hùn hạp làm ăn hoặc khai thác lâm sản, gặp phải tai nạn bất ngờ, khiến công việc làm ăn trở nên khó khăn, tiền của đầu tư ban đầu mất trắng, thua lỗ, tán gia bại sản. Hạn toán tận rất kỵ với nam mạng, khi gặp hạn này, đàn ông nên cẩn thận hơn phụ nữ, tai nạn bất ngờ xảy ra một cách bất khả kháng không kịp đề phòng, nếu những người kém phúc đức, vận số xấu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng cái chết. Tai nạn đột ngột này có thể là tai nạn giao thông, tai nạn sông nước hoặc tai nạn lao động, tai biến đột quỵ qua đời. Cách hóa giải hạn toán tận. Hạn toán tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản tiền của vốn có, gia chủ cần thực hiện những việc sau đây. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra, không những thế, còn tránh được tình trạng xê sát, nguy hiểm tính mạng khi bị kẻ xấu giật đồ. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp góp vốn với ai, tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Mọi việc trong cuộc sống như tình cảm gia đình, vợ chồng, các mối quan hệ nên cẩn thận và chú ý hơn, bởi năm gặp đại hạn toán tận, không nhẹ thì nặng, chắc chắn tai nạn bất ngờ sẽ kéo đến. Để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn, không nên sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy, nếu lao động trong môi trường nguy hiểm, thì hết sức cẩn thận để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, gia chủ không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường, không may bị cảm. Sau đó, gia chủ nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. 4. Xem tử vi 2025 tuổi Quý Mão, nữ mạng, theo vận niên. Vận niên tuổi Quý Mão 2025 nữ mạng, gặp vận niên, chư phùng hỏa, xấu. Trong năm 2025, nữ Quý Mão sẽ đối mặt với thử thách của mệnh chủ chư phùng hỏa, khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, cẩn thận và thận trọng trong mọi việc là điều cần thiết, đặc biệt là trong các giao dịch kinh doanh, ký kết hợp đồng hay hợp tác làm ăn, điều này giúp tránh những rắc rối không đáng có và đảm bảo sự thành công trong công việc. 5. Xem tử vi năm 2025 tuổi Quý Mão, nữ mạng, theo tuổi âm. Tử vi 2025 tuổi Quý Mão 1963, nữ mạng, có hạn tam tai không? Người tuổi Quý Mão cần tránh các năm tam tai,
Tỵ, Ngọ, Mùi, năm 2025 là năm Ất Tỵ. Theo cách tính này, thì gia chủ 1963 Quý Mão sẽ phạm đại kỵ tam tai năm thứ nhất. Tử vi 2025, tuổi Quý Mão, 1963 nữ mạng, có hạn kim lâu không? Năm 2025 Ất Tỵ, gia chủ 1963 là 63 tuổi, theo tuổi Mụ, gia chủ sẽ không phạm kim lâu. Tử vi 2025, tuổi Quý Mão 1963, nữ mạng, có hạn hoang ốc không? Năm này nữ Quý Mão phạm tuổi tam địa sát. Phạm hoang ốc, tam địa sát, có câu, tam sát nhân do giai đắc mệnh, làm nhà tuổi này không tốt, gia chủ sẽ dễ mắc bệnh. Tử vi 2025, tuổi Quý Mão, 1963 nữ mạng, có hạn thái tuế không? Quý Mão 1963 trong năm Ất Tỵ 2025 sẽ không phạm thái tuế. Tử vi 2025, tuổi Quý Mão, 1963 nữ mạng, có phạm hạn trạch tuổi không? Theo hệ thống cửu trạch vận niên, thì gia chủ Quý Mão 1963 trong năm Ất Tỵ 2025 gặp trạch lộc là một trong bốn trạch tốt, gồm trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc. Trạch lộc là tốt, bởi vậy gia chủ 1963 có thể mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2025 này. Người xưa có câu thơ rằng, làm nhà cầu trạch vận từng niên, phúc đức bảo lộc phú thọ yên, nếu gặp trạch, bại, hư, khóc, quỷ, tử, chắc chắn là sát với thê hiền. Nghĩa là, làm nhà phải chú ý trạch từng năm, các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc, các trạch xấu là bại, hư, khóc, quỷ. Gia chủ nên trừ ra. Tóm lại năm 2025, gia chủ sinh năm 1963, gặp trạch lộc thì mua nhà, làm nhà hoặc sửa nhà vào năm này rất tốt. Tiếp theo là đánh giá vận trình tử vi nữ mạng, tuổi Quý Mão, sinh năm 1963 năm 2025 trên các phương diện. Về mặt sự nghiệp, năm Ất Tỵ được nhận định là một năm phát triển hài hòa với người tuổi Quý Mão ở phương diện công danh, sự nghiệp tiếp đà từ năm trước đó, con giáp này vẫn đang duy trì được phong độ ổn định. Nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành. Chỉ cần bạn làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Đặc biệt được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt. Bạn không nên bỏ lỡ nếu được trao cho nhiệm vụ. Năm nay đề cao sự xông xáo, tức bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa. Con giáp này được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển phía trước. Cũng sẽ có những lúc bạn cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, chẳng lúc nào được ngồi yên một chỗ mà thường phải chạy đôn chạy đáo làm việc. Nhưng hãy yên tâm, cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách, cho dù kết quả nhận được có là gì, bạn sẽ thấy mình không chỉ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ những người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc của bạn cũng khá tốt đẹp trong năm 2025 này. Bên cạnh bạn luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ khi bạn được yêu cầu. Khi cần đừng ngần ngại sử dụng các sức mạnh tập thể, đó sẽ là cách để bạn đi xa và nhanh hơn. Về mặt tài lộc, xem tử vi 2025 thấy rõ, công việc trong năm suôn sẻ, tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến. Người tuổi Quý Mão chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính. Trong năm 2025 này, với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, bản mệnh có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn của Quý Mão. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình. Trong năm này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc, khiến cho tuổi Quý Mão choáng ngợp và lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và có sẵn, vậy nên vấn đề của bạn là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp nhất với mình, chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng lúc, tham quá hóa thâm. Việc hợp với người khác chưa chắc bạn đã thành công nếu làm theo, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút, bạn hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu, có rất nhiều điều kiện thuận lợi để Quý Mão thu tiền về đầy túi.
Song dù có nóng lòng muốn gia tăng tài sản đến đâu, bạn vẫn nên tính toán đến tính hợp lý và an toàn, làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan hơn, kẻo cơ hội đến nhưng bản thân lại chịu thiệt vì sự nóng vội của mình. Về tình cảm, gia đạo. Ngũ hành bản mệnh tương sinh với ngũ hành năm, dự báo về một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy với người tuổi Quý Mão. Người độc thân được vận khí hậu thuẫn, để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình, cơ hội không thiếu, nhưng thành bại là phụ thuộc vào việc bạn có chịu mở lòng đón nhận hay không. Tất nhiên bạn vẫn cần thời gian tìm hiểu và xem xét cẩn thận về đối phương, nhưng đừng quá khắt khe kẻo bỏ lỡ người thật sự quan tâm tới mình. Đặc biệt, trong năm có dịch mã thôi thúc sự dịch chuyển đi lại, rất có thể con giáp này cũng đón nhận những mối nhân duyên bất ngờ cho các chuyến di chuyển sau đó. Nếu có cơ hội, hãy thử trải nghiệm du lịch một mình hay lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại thư giãn đầu óc, vì biết đâu nhân duyên mà bạn vẫn luôn tìm kiếm lại xuất hiện ở những dịp như vậy. Việc có người đồng hành chung bước sẽ khiến bạn thêm hăng hái phát triển bản thân, nên cũng hãy cứ thử sức cho đôi bên cơ hội xem sao nhé. Với người đã có đôi, năm 2025 sẽ là giai đoạn để hai bạn củng cố mối quan hệ của mình. Một số bạn có thể đi tới quyết định kết hôn khi thấy tình cảm đã chín muồi. Cũng vẫn có những bất đồng còn tồn tại, nhưng quan trọng là cả hai đã học được cách bao dung và sẻ chia với nhau để cùng tiến về một nấc thang mới. Các cặp vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã, nếu có thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề thường nhật, mức độ không quá nghiêm trọng nên mọi thứ trôi qua khá nhanh. Tuy nhiên, do có sao quả tú chủ về những suy nghĩ hỗn loạn, tâm lý phẫn uất, nên nếu giữa vợ chồng không có sự nhường nhịn nhau, thêm mâu thuẫn dồn nén lâu ngày, sẽ bị đẩy lên cao trào, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Về mặt sức khỏe. Phương diện sức khỏe của tuổi Quý Mão trong năm 2025 vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sao dịch mã chiếu mệnh khiến bản mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy vạy ngược xuôi, giải quyết công việc nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Điều quan trọng nhất là bạn cần thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần. Trong năm hãy dành ra các khoảng nghỉ thích hợp, giúp cơ thể được sạc lại pin bên cạnh bản thân. Con giáp này cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tinh điếu khách chiếu mệnh, chủ về tang sự, bạn cũng nên chú ý vấn đề này. Dưới đây là vận trình tử vi từng tháng âm lịch năm 2025 của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, nữ mạng. Tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng riêng, sự nghiệp của người tuổi Quý Mão có thể phải đối mặt với những áp lực nhất định, những yêu cầu có phần khắt khe từ cấp trên, khiến bạn tốn thời gian để làm quen và thích nghi, ảnh hưởng tới khả năng thể hiện năng lực của mình. Tài lộc có sự tăng tiến, nhưng chi tiêu cũng tăng lên, nếu không căn ke và quản lý tiền bạc hợp lý, bạn rất dễ gặp áp lực về cả mặt tài chính, tháng này cũng không thích hợp tham gia đầu tư, nhất là về lĩnh vực bất động sản. Tử vi tháng 2 âm lịch. Đây là tháng tuổi Quý Mão có thể chịu nhiều áp lực về mặt kinh tế, tài chính eo hẹp, nhắc nhở bản mệnh cần có những tính toán thận trọng. Đặc biệt con giáp này chớ nên tham gia đầu tư mạo hiểm hay nghe theo lời rủ rê. Tình hình sức khỏe cũng có thể gặp phải những bất lợi nhất định, có hung tinh nhập mệnh, Quý Mão có thể bị va quẹt, tai nạn, thương tổn thân thể. Tử vi tháng 3 âm lịch 2025. Trong tháng tuổi Quý Mão chưa có nhiều sự đột phá trong công việc, cạnh tranh vẫn khá cao, bạn phải tự thân vận động và nỗ lực nhiều hơn, chứ không thể dựa dẫm vào bất cứ ai, đối thủ cũng có thể gây nhiều bất lợi. Bạn nên chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống. Tháng này cũng sẽ đề cao sự dứt khoát, đều có cơ hội phát triển, bạn chớ nên chần chừ, có như vậy mới không bỏ lỡ những cơ hội có lợi cho mình. Tử vi tháng 4 âm lịch. Vận trình của người tuổi Quý Mão đã có nhiều sự tăng tiến hơn trong tháng 4 này, các dự án hợp tác đánh giá chất lượng đều gặp thuận lợi, mối quan hệ xã giao tốt đẹp, đem đến cho bạn không ít cơ hội tốt, những người đang trong quá trình xin việc, tìm việc cũng sẽ nhận được sự quan tâm, nâng đỡ của quý nhân để đạt được điều bạn mong muốn. Tử vi tháng 5 âm lịch. Bạn vẫn giữ được phong độ phát triển từ tháng 4 trước đó, nhưng sẽ không còn suôn sẻ một bề như trước, bởi đối thủ cạnh tranh sẽ không dễ gì để bạn dễ dàng vượt mặt. Tháng này tuổi Quý Mão có thể thấy cơ hội không còn chỉ dành riêng cho mình, điều này đòi hỏi bạn phải tăng tốc và nỗ lực nhiều hơn để không đánh mất lợi thế. Cũng trong tháng này, bạn có thể phát sinh thêm nhiều khoản chi tiêu ngoài dự tính, có thể là vấn đề liên quan tới gia đình hoặc các chi phí sinh hoạt. Tử vi tháng 6 âm lịch 2025.
Nếu là người đang trong quá trình phấn đấu cho sự nghiệp cá nhân, chờ đợi một cơ hội để được thăng quan tiến chức, tháng này bạn có thể sẽ chiếm được ưu thế rõ ràng. Rất có lợi cho đường tiến thân sau này, các dự án đòi hỏi có sự hợp tác cũng sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ và tiến hành trôi chảy hơn trong tháng, hiệu suất nhiều khi vượt cả mong đợi của bạn. Tử vi tháng 7 âm lịch. Không chỉ tình cảm, phương diện tài lộc cũng có thu hoạch nhất định trong tháng này. Sự uy tín đã giúp bạn tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường, giữ được nguồn khách hàng ổn định. Tuy nhiên, cạm bẫy và lừa đảo vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Bạn vẫn nên tỉnh táo và sáng suốt khi đưa ra quyết định. Tử vi tháng 8 âm lịch. Tuổi Quý Mão có thể vấp phải những biến động trong sự nghiệp. Rất tiếc, đều theo chiều hướng tiêu cực, công việc của bạn không quá suôn sẻ. Nguyên nhân cũng do cái tính bướng bỉnh và cứng đầu của bản mệnh gây ra, thậm chí bạn có thể gặp xích mích trong nội bộ, ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần làm việc. Tháng này sẽ không thích hợp để tiến hành các dự án liên quan tới bất động sản, dễ bị thua lỗ do thị trường biến động hoặc bị tiểu nhân lừa lọc. Con giáp này vẫn có những cơ hội kiếm tiền trong tháng này, nhưng không có rõ ràng. Nếu bạn chủ động tranh giành thì sẽ có phần thắng, nhưng cũng không nên bốc đồng hay bất chấp tất cả, kẻo được thì ít mà thua lỗ thì nhiều. Tử vi tháng 9 âm lịch. Tuổi Quý Mão có thể khá đau đầu khi chưa tìm ra cách giải quyết cho những xích mích với đồng nghiệp trong tháng này. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của bạn. Hiệu suất cũng có thể vì thế mà sụt giảm. Nếu bạn không thể xử lý ổn thỏa, cấp trên có thể sẽ can thiệp và vấn đề sẽ không đơn giản như hiện tại đâu. Bù lại tháng này tâm lý của Quý Mão cũng sẽ trở nên vững vàng hơn, nhất là trong chuyện tình cảm cá nhân. Những tổn thương quá khứ cũng không còn là nỗi dằn vặt với bạn. Con giáp này càng thêm trân trọng cuộc sống của bản thân. Tử vi tháng 10 âm lịch. Tuổi Quý Mão nên tăng cường học hỏi, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao chuyên môn của bản thân trong tháng này. Có như vậy, bạn mới không bỏ lỡ những cơ hội phát triển trong sự nghiệp. Đôi khi cơ hội tới nhưng bản thân bạn lại chưa đủ năng lực để đón nhận, cuối cùng bỏ lỡ rất đáng tiếc. Những người kinh doanh nên kiềm chế lòng tham và ham muốn của mình, đừng tham gia vào những lĩnh vực mà mình không chắc chắn. Đầu tư mạo hiểm có thể sẽ thu được món lợi không nhỏ, nhưng rủi ro kèm theo cũng lớn hơn rất nhiều. Tử vi tháng 11 âm lịch 2025. Đây sẽ là một tháng có nhiều thu hoạch bất ngờ với tuổi Quý Mão, đặc biệt là phương diện tài chính. Bạn có nhiều cơ hội hợp tác với những khách hàng tiềm năng và phù hợp với chiến lược mà bạn muốn hướng tới. Hiệu quả công việc được nâng cao, sẽ kéo theo thu nhập khởi sắc. Nhưng dù có nhiều tiền đến đâu, bạn cũng không nên vội vàng dấn thân vào những dự án đầu tư mà bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm. Đừng chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt mà đạt được lợi nhuận cao. Trong khi bản thân không cần bỏ ra quá nhiều công sức, nếu không cẩn thận, bạn không chỉ có nguy cơ thua lỗ mà còn có thể vi phạm pháp luật, dẫn đến rắc rối không đáng có. Tử vi tháng 12 âm lịch. Tháng này Quý Mão có tâm lý muốn phản kháng, chống đối lại những quy định nghiêm ngặt tại nơi làm việc. Bạn cho rằng chúng đang kìm hãm sự phát triển của bản thân và bày tỏ thái độ rõ ràng. Bạn có thể đề bạt ý kiến với cấp trên, nhưng cũng nên chú ý thái độ của bản thân, chớ nên vượt quyền. Lưu ý rằng, trong tháng này có hung tinh chiếu mệnh, bạn không nên tham gia bài bạc đỏ đen hoặc tham gia đầu tư mạo hiểm, nếu không cũng sẽ gây ra những tổn thất nhất định. Tổng kết tử vi tuổi Quý Mão 1963 nữ mạng năm Ất Tỵ 2025 như sau. Vẫn trên đà khởi sắc, năm 2025 sẽ là năm mà người tuổi Quý Mão gặt hái được khá nhiều thành công, kể cả trong sự nghiệp và tình yêu. Dù khó tránh khỏi một vài trở ngại khi gặp các hung tinh xuất hiện, nhưng nhìn chung, đương số được quý nhân phù trợ, vượt qua khó khăn khá dễ dàng. Dưới đây là cách hóa giải những vận xui trong năm 2025 ở các phương diện. Về sức khỏe, trong năm cần chú ý tới phương diện sức khỏe nhiều hơn, bởi các dịch mã động tinh thôi thúc, bản mệnh thường xuyên phải đi xa, công tác, du lịch, đi học nâng cao, có sức khỏe là có tất cả, Quý Mão hãy luôn nhớ đến điều này trong năm tới nhé. Về công việc, có thể hùn hạp làm ăn với bạn bè hoặc tự mình khởi nghiệp, một khi đã xác định được mục tiêu rõ ràng, hãy mạnh dạn thực hiện triệt để, đừng quá do dự kẻo lỡ thời cơ. Về tiền bạc, năm tài khí sinh vượng, tiền kiếm được nhiều nhưng nếu không biết cách đầu tư sinh lời, e rằng số tiền kiếm được cũng chỉ như muối bỏ bể, đương số nên tìm hiểu một số kênh đầu tư khác ngoài công việc hiện tại. Về tình cảm, người độc thân nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, như thế mới dễ tìm được người ưng ý, nên hạ bớt cái tôi xuống thì tình duyên bất trắc trở. Với các cặp vợ chồng đang có ý định sinh con năm 2025, có thể trưng thêm tượng voi trong phòng ngủ, dễ thu hút các khí hơn.
nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, Đức Phật không còn chê việc thiện nhỏ. Chuyện kể lại rằng, Đức Phật có người em họ tên A La Luật, rất chăm chỉ tu hành, nhưng có lần A La Luật ngủ gật trong một buổi thuyết pháp lớn của Đức Phật. Biết chuyện, ngài gọi người này đến và hỏi: "A La Luật à, có phải ai đang bắt ông theo ta tu tập hay không, hay là thiện đang nợ nần, sợ làm việc vất vả nên trốn vào đây để không phải làm gì nữa, thảnh thơi hơn làm việc ở thuê ngoài kia?" A La Luật lạnh lùng đáp lời: "Bạch Thế Tôn, đệ tử là hoàng tử nên không phải làm thuê, cũng chẳng phải do nợ nần ai cả. Đệ tử đi tu vì cảm kích công hạnh của ngài, với mong muốn họ hỏi để sớm giác ngộ giải thoát. Có thể tập khí cũ quá nhiều nên con bị mê mờ che mắt, không đủ tỉnh táo để nghe hết những lời của Đức Thế Tôn chỉ dạy." Nghe xong, Đức Phật giải bày mong muốn của ông rất chính đáng, nhưng khi muốn giác ngộ và thoát giải sinh tử, thế nhưng sao lại mê ngủ đến vậy? Trước những câu hỏi của Đức Thế Tôn, A La Luật cảm thấy vô cùng xấu hổ. Kể từ đó, ông sám hối, chưa bỏ tật ngủ gật, thậm chí còn tỏ rõ quyết tâm của mình khi phát nguyện lớn: "Nếu đời này không thành đạo, tôi không nhắm mắt." Chính vì lời này mà A La Luật kể từ đó không ngủ, ban ngày làm việc chăm chỉ, ban đêm siêng năng hành trì, đến nỗi mắt sưng to và đỏ tấy. Các thầy thuốc khuyên ông ngủ lại bình thường sẽ khỏi bệnh, nhưng A La Luật cho rằng bản thân nói được phải làm được. Đức Phật nghe chuyện đến khuyên can ông, nhưng ông vẫn không ngủ. Cuối cùng A La Luật bị mù mắt hẳn khi chưa chứng đạo. Một hôm, trang phục của ông vô tình bị rách, thế nhưng không thể nào tự khâu lại vì không thấy đường xỏ chỉ vào kim. A La Luật nói lớn: "Có ai xỏ kim giùm tôi không?" Lúc này Đức Phật đi ngang qua nghe được, liền đến xỏ kim giúp người đệ tử mù của mình. Ngài nói: "Để ta xâu cho." A La Luật rất cảm động trước tình thương bao la của Phật. Xâu chỉ xong, Phật trao kim lại, nhưng ngài A La Luật chẳng thể thấy để may, tay cứ mân mê cái áo. Thấy thế, Đức Phật lại bảo: "Để ta giúp cho." Suốt cả ngày, Đức Phật nắm tay A La Luật để hướng dẫn chỉ mũi kim lên xuống đều đặn, mãi đến chiều mới vá xong. Để giúp cho A La Luật không cần bịt mắt, vẫn thấy nguyên suốt 3.000 thế giới, Đức Phật dạy ông phương pháp nhập định, luyện phép thiên nhiên. Bản chất vốn kiên quyết, lại tuyệt đối tin Phật, ngài A La Luật được thiên nhãn thông, ngài thấy được giáo đoàn suy tôn là bậc thiên nhãn đệ nhất trong hành thánh chúng. Có thể thấy, lúc này Phật đã thành đạo, thường xuyên giải quyết cho chúng sinh mỗi ngày, nhưng vẫn không từ chối một việc nhỏ như sâu kim cho đệ tử mù. Chính Đức Phật khuyên chúng ta rằng không nên chê việc thiện nhỏ, và ngài là tấm gương lớn cho lời khuyên ấy. Việc làm của Đức Phật khiến chúng ta phải suy ngẫm lại, bởi ngài là bậc toàn giác, bậc thầy vĩ đại mà không bỏ qua việc làm phước nhỏ. Khi đủ nhân duyên, chúng ta phải biết việc thiện dù lớn hay nhỏ cần mẫn cóp nhặt để như giọt nước lâu. Ngược lại, việc ác dù nhỏ đến mấy, ta cũng phải tránh không làm. Ta làm việc ác nhỏ lâu ngày, tạo nên nghiệp ác lớn. Ví như lỗ thủng dò dỉ nước vào thuyền, nếu không chặn lại ngay từ đầu, đến một lúc nào đó, nó sẽ nhấn chìm cả chiếc thuyền lớn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.